Hello anh em, chào mừng những anh em đã đến với lại video tiếp theo của mình. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến đảo Sương, một hòn đảo khá là nổi tiếng. Đó thì hôm bữa mình có loanh quanh ở cái đảo ăn cỏ, thì hôm nay mình lên đảo Sương. Và đây cũng có thể nói là hai hòn đảo lớn. Thật ra là còn một vài cái hòn đảo băng nhưng mà nó ở phía bên kia đại dương, cho nên là mình sẽ đến đó sau. Ok rồi, hôm nay mình lên đảo Sương. Thật ra đảo này gọi là đảo Sương tại vì quen miệng thôi, mình cũng hay gọi là đảo Sương tại cái đảo này toàn là mấy cái con ăn thịt, những cái con khủng long, những cái con thú ăn thịt thì sẽ gọi là đảo Sương. Chứ cái game này thì chúng ta cũng không có mấy con Sương đâu hả, trừ phi là mấy bạn chơi mốt hay là gì đó à. Thì được rồi, chúng ta đã tới nơi. Ok, và tập ngày hôm nay chúng ta sẽ lên cái hòn đảo này. Mình nghĩ rằng là chúng ta lên đây bắt thú thôi. Cái game này mình nghĩ rằng là khám phá nè. Thứ nhất là phiêu lưu khám phá, thì thật ra là cái game này mình cũng phiêu lưu khám phá hết rồi. Cái chỗ nào mình cũng biết rồi. Ai à, có raptor này. Ai à, không sao bạn. Tầm này thì nói thật với bạn nhé, nếu mình chơi cái phiên bản PC mình còn sợ, chứ còn chơi cái bản mobile thì mình kiểu như là có cái bộ giáp cái là bất tử ngay mà. Ok, đợi mình cầm kiếm qua mình chém nó một phát thôi là chết. Cái bản này thì quá dễ chơi rồi nên là mình cũng chẳng sợ, thoải mái các bạn. Thì cái game này thì có phiêu lưu khám phá thì mình cũng phiêu lưu khám phá hết rồi, không còn gì để chơi nữa. Ngoài ra thì chúng ta có xây nhà, nhưng mà phiên bản mobile á, chúng ta không nên xây nhà, tại vì xây nhà thì nó không có những cái kiểu các bạn muốn xây nhà hình tròn này, hay là xây những cái loại nhà mà đẹp đẹp á, mà độc lạ là khó xây lắm, nó vừa lắc. Bản mobile nó rất là nặng máy, nó rất là lag, cũng như là xây nhà đồ họa game nó cũng không có đẹp, cho nên là chúng ta không nên xây nhà, bỏ qua luôn. Còn bắt thú thì ok. Và đây cái có thể nói là cái chủ đề gọi là hay nhất và bây giờ mình vẫn đang làm, có thể nói là nhai đi nhai lại. Nhưng mà thôi bạn, các bạn còn xem thì mình còn làm, chừng nào không ai xem nữa thì mình sẽ thôi làm. Ok được rồi. Và hôm nay thì ơi, đại bàng ở trước này thì chúng ta sẽ có raptor, có T-Rex, có đại bàng, có Allosaurus, có Kano, rồi có Sabertooth, có raptor. Còn con nào nữa ta? Hình như hết rồi đúng không? À bọ cạp, bọ cạp. Đấy, trên này có bọ cạp. Megalodon là cá mập thì ông nói à, tại mình đang ở trên đảo. Ok, được coi cái con chim này thế nào đây. 285 cấp ạ. Con này cũng mạnh đấy. Từ từ các bạn, mấy con bọ cạp này thì tầm này T-Rex nó cắn mình cũng không sợ à. Được rồi, mình sẽ bắt cái con đại bàng này ha. Hiện tại mình đã có một con chim rồi, con chim thằn lằn bay á, nhưng mà thôi mình bắt thêm con này cũng được. Cái nhà của mình nó thiết kế thêm một cái nơi để mà chúng ta bẫy nhốt cái con thú á. Tuy nhiên là cái con đại bàng thì mình cũng không biết là nó có chui qua được cái bẫy không à. Tại từ trước đến giờ mình toàn bắt đại bàng kiểu mà không cần bẫy à. Uầy, bọn này đang combat đánh nhau khá là hay nha các bạn. Dạ hôm nay là mình đang kiểu mà bình luận trên cái mic của mình á, thành ra là kiểu mà mọi khi mình xài cái mic điện thoại á, hôm nay mình thu trên cái mic tai nghe á, thành ra là nó kiểu mà nó sẽ dễ nghe hơn, mình nghĩ vậy. Mọi khi mình xài cái mic trên cái iPhone 7 á, nó cứ bị thế nào á, kiểu mà nó hơi bị rè rè vang vang á. Nè cho nó cắn luôn, mình cầm kiếm chém. Game mất cân bằng vã trưởng. Đấy, bản này thì mình sợ ai đâu. Cái bộ giáp thì hôm bữa mình có làm clip cho các bạn xem rồi. Các bạn nào mà chưa có giáp mà kiểu mà T-Rex cắn không chết như mình thì xem ngay trong những cái tập trước nhá. Hình như mình đăng đâu mấy ngày trước ấy. Đây là mình câu với con chim này vào đây. Mình có cảm giác như là mình nâng cấp cái lúc trước là mình xây cái bẫy này bằng đá này, nhưng mà sau này mình đã nâng nó lên thành cái bẫy sắt à. Cũng như là cái căn thuyền này cũng là nhà kiếm mà nhà thuyền sắt đó. Mình có cảm giác nữa con đại bàng này mà nó bay kiểu mà nó bay là cánh là nó chui qua được á. Kiểu như là mình cảm giác như là cái đồ sắt nó bé hơn cái đồ đá một chút, và cái con đại bàng này có thể là bay qua, nghi nghi vậy các bạn, mình nghi nghi thôi. Nè, bây giờ nó chỉ cần xoay người mà kiểu mà cái phần cánh nó vừa vào hai cái khe hai bên á là nó bay qua được. Ồ, con này thấp máu quá không biết bắt được không à, từ từ các bạn.
con nào mà kiểu máu thấp á, các bạn từ từ thôi. Vừa bắn vừa so cũng nhau bạn. Chừng nào mà tu bồ nó không có lên nữa thì chúng ta mới bắn tiếp. Nếu không là chết ạ. Ở đây coi các bạn xem video thì nhớ cho mình một like và đăng ký à. Mình sẽ tiếp tục ra thêm những video hay. Hay thì cũng không thể nói là hay, tại vì game này vốn ví nó cũng không còn hay nữa. Tại vì nó như nào thì các bạn biết rồi. Ơ kìa, mài bình luận nó bay mất tiêu rồi các bạn. À nó bay qua cái máy của mình. Não mình loát hơi chậm, não loát hơi chậm. Ok, kiểu mà nhiều lúc các bạn làm một lúc hai việc là quên mất tiêu luôn á. Ồ, tay nhanh hơn não rồi. Vậy là nó chui qua được mấy bạn, các bạn coi này. Hình như là xây cái cổng sắt là nó chui qua được hay sao ấy. Mà thật ra là đại bàng các bạn không cần bắt bằng cái cổng đó ha. Đại bàng các bạn lấy cái súng bắn nó cũng xỉu à. Ờ được rồi, trong cái tập này thì ok, tập này thì mình tính đâu, mình lên đây thì chắc là mình sẽ đi bắt một con thú tầm cỡ con Kano đi. Hoặc là Aurosaurus. À kia có một con kìa. Từ từ bạn. Raptor thì yếu quá nên mình nghĩ chắc mấy bạn không thích đâu được. Ấy kia nó vào kìa. À con này yếu bạn. Cấp độ 60 không thèm bạn. Nói thật chứ tầm này có khi mình cầm kiếm mình chém hết. Ngoại trừ con Titan ở trên đảo này cũng hay xuất hiện cái con kiểu mà cái con Titan Titan khủng long đá mấy bạn. Ôi Kano chưa được vào trong này luôn nè. Ồ Kano nó bé mấy bạn. Ồ nó chưa được vào trong nhà. Ok mình đã quay lại rồi đây và vừa ngã xuống nước. Các bạn biết con nào nó hất mình ngã không? Con Kano mấy bạn. Đây hiện tại là mình đang tìm cách bắt một cái con Kano mấy bạn. Tầm này chắc mình bắt Kano ha. Thì đâu rồi ta? Kano thì cũng là một cái loại khủng long tầm trung các bạn. Nó mạnh hơn Raptor và nó chạy. Hình như con Kano chạy nhanh hơn Raptor á, mình nghĩ vậy á. Kano thì là một loài khủng long tầm trung. Nó mạnh hơn Raptor và to hơn. Và so với T-Rex với Spino thì không có tuổi thật. Nhưng mà con này kiểu mà các bạn nào mà lên cấp 40, hình như là 45 đúng không? Cái yên của con Kano là tầm level 4 mấy á, 46 hay sao á. Nó tầm cỡ level 40 đến 50 à. Con này các bạn mà lên tầm cỡ level đó là bắt được ha, tại nó có cái yên á. Con này thì mạnh, cũng đáng rồi các bạn bắt. Con này bắt thì mình cũng không biết nói sao. Thật ra tầm này mà các bạn mà có giáp rồi có kiếm giống mình, gặp T-Rex chém nó còn chết chứ đừng nói với con Kano hay là Aurosaurus mấy bạn. Thành ra mình không biết bình luận gì luôn á, tại nó dễ chơi quá đúng không. Tầm này mình không thèm bắt thú, mình cứ cầm kiếm và lấy cái bộ giáp á. Nếu mà chắc cú thì nếu mà chắc cú á, mình làm thêm vài bình máu rồi đi chém cả cái đảo này luôn, không có sợ ai hết thật các bạn. Ok thế nên là kiểu mà bắt cho vui thôi à, các bạn bắt để mà sưu tầm các bạn, là một con Kano vờ. Nhưng mà con Kano cũng hay các bạn, con này nó cũng hay tại nó có cái sừng các bạn. Hình như là cái con Kano là cái con duy nhất mà kiểu mà khủng long có sừng trong cái ARK các bạn. Những cái con khác mà không có à. Khổ đấy. Ai à, từ từ các bạn, khu này là hay có mấy cái con chim rồi kiểu mà linh ta anh tinh này, khu này hay combat lắm á, từ từ các bạn. À chém luôn. Mà các bạn nên chém luôn cái xác con bọ cạp nha, mình đang giết bọ cạp đúng không? Nếu mà giết nó thì nó chém luôn, bởi vì mấy cái con đại bàng nó thấy xác nó xà xuống nó ăn đó. Và khi mà đại bàng nó xà xuống ăn thì có thể nó sẽ đánh mình với lại đánh luôn cái con thú mình đang bắt à. Thế nên các bạn nên là chém luôn cái xác đi cho mất. Sao ta? Ờ được rồi, để mình chạy vào nhà mình lấy cái bình tay mà hình như mình không mang theo. Đấy. Nói chung là nhà trên thuyền thì đi đâu cũng được, miễn sao là chúng ta có nước chúng ta đi thuyền được là đi được hết. Đấy. Hôm nào mình lái cái thuyền này vào trong rừng đỏ cũng được luôn. Đi được nhưng mà nó hơi khó đi tí thôi. Thuyền của mình thì cái gì cũng có mà. Để xem nào. Đây mình có bình tem ở đây 6 cái các bạn. Hôm bữa đi hang cày Amber nó ra 6 cái nó ra 6 cái bình tem mà Amber mình cày đủ có 20 cái để mà mua cái
À 25 cái Amber để mà chúng ta mua cái bình cái bàn Kibble á. Hôm bữa bắt cái con Ron to hết sạch Kibble luôn. Con Ron to thì chắc mình để bên đảo ăn cỏ ha. Mà cái con đó mình cho nó cái yên Phantom á. Mình gắn cái yên đó thì xây nhà trên lưng, nhưng mà cuối cùng là mình gắn nhưng mà mình không có xây nhà trên lưng. Nhưng mà cho dù là mình gắn cái yên đó mình không có xây gì hết thì nó vẫn kiểu như là nó không có cho mình tele á các bạn. Thành ra giờ cũng hơi khó chịu à. Được, hôm nào mình quay lại mình bỏ cái bàn cái yên Phantom các bạn. Xây nhà trên khủng long thì mình nghĩ là bây giờ chắc là nó cũng sướng hơn ngày ngày trước các bạn. Ngày trước kiểu mà xây nhà trên lên khủng long á, nó chỉ xây được cái nhà bé bé thôi, còn bây giờ mình không biết à. Bây giờ mình thấy nó xây nhà trên thuyền là nó xây được to hơn này, không biết là xây nhà trên thú nó có to hơn không các bạn. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không đâu, nếu mà xây nhà trên thú mà to hơn thì chắc là mấy cái server PvP á, là nó nát luôn đó. Tại vì mấy ông kinh lắm. Ồ, Raptor này không thèm đánh không ạ. Cano này cũng mạnh đấy chứ. Ở đây mình đang bắt bắt một cái con kiểu mà max level như mọi khi à, cho bạn xem. Ôi, Raptor này cấp độ 375 này. Nó đánh mình đến chết hả, chả chết các bạn. Cho vô. Kìa Cano kìa. Cano này mà cộng đam lên một ca đam thì chắc nó đánh được tầm 300-400 đam. Thôi mình nghĩ vậy. Ơi mà con Cano là có cái chiêu hút đúng không? Cái chiêu đó là mình kết hợp được với cái ống nhòm cũng khá là mạnh á. Cái ống nhòm thì mình nói rồi, các bạn mà soi vào cái con thú nào thì con thú đó nó sẽ bị kiểu mà nó bị phá giáp á, nó sẽ bị đau hơn. Nhưng mà cái bẫy này cũng hơi căng à. Hình như là mình xây bằng sắt là nó kiểu mà nó bé hơn hay sao á, thành ra là cái lỗ nó to ra, con chim nó bay qua được. Nhưng mà không sao các bạn. Mình xây bẫy kiểu mà cho các bạn nào mới chơi các bạn bắt thú cho dễ thôi, chứ thật ra tầm này mình có đồ có súng thì dễ mà. Cái game này thì nói chung là bạn nào mà chơi hợp ấy mà các bạn biết được cái mẹo mà đặt giường trong hang là nó quá dễ luôn. Từ cái game này nó khó một cái đó là tem thú là chúng ta cần bình tem, và chúng ta sẽ cùng cần thêm đó là Amber để mua Kibble, thì có hai cái đó là cái khó nhất, kèm theo là một cái cây nỏ xịn sò để bắt thú cho nhanh đúng không. Các bạn nào mà xem được đúng cái tập mà kiểu mà đặt giường trong hang rồi kiểu mà vào tele vào trong trong hang ấy, chúng ta tự sát vào trong hang lấy anti-fact đem ra ngoài trụ đổi ấy. Con này nó chết mà nó treo cái miệng hay quá hả. Đang nói mà không 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 ấy được. Thì xem được đúng cái tập kiểu mà cách rồi mà chúng ta tele vào trong hang anti-fact rồi đổi quái ấy. Có được cây nỏ với lại có được cái nguồn X10 ấy, với lại Amber để chúng ta mua cái bản Kibble là nó game nó easy à. Với lại đi vào trong rừng lấy cái thanh kiếm các bạn, thanh kiếm tầm 600 đam, rồi sang cái hang băng làm cái bộ giáp tầm 5-6 ngàn giáp đi, đó là phá đảo luôn. Kiểu mà đi vào đâu cũng không sợ các bạn, đi sang nó tuyết không bị lạnh và trong đầm lầy chém nhau thoải mái. Mình đang vừa đập xương này, thoải mái các bạn. Nói chung là các bạn xem được mấy cái hai ba cái tập đó là game nó dỡ quá luôn đấy. Nhưng mà bên PC không có vụ này đâu ha. Bên PC chết sắp mặt á. Bên PC là nó không có cái bình tem đâu, và nó cũng không có cái vụ đổi artifact đâu ha. Artifact bên PC nó chỉ là tài để mà triệu hồi boss thôi. Ở bên đây thì không có triệu hồi boss thì vụ lại chúng ta có thể là đổi đồ. Ây da này, các bạn coi T-Rex này. Tài ống nhòm xem sao à. Ok, đấy. Bạn thấy trừ máu nhanh không? Sắp mặt luôn. Kiểu mà xài cái ống nhòm dí vào cái con T-Rex rồi chúng ta xài cái chiêu hút á. Ok luôn. Thật ra là các bạn không hút mà đánh thường cũng được, nhưng mà hình như là khi mà các bạn đang xài cái ống nhòm á thì các bạn không đánh thường được. Thì chúng ta xài chiêu thì nó lại xài được. Còn nếu mà ống nhòm đang xài ống nhòm á mà vẫn đánh thường được thì hầu như là con nào cũng xài được kết hợp với cái ống nhòm á. Con chim kìa. Lộn tung phèo các bạn. Rồi ok. Wow, lên 2 cấp, tăng vào cái gì đây? Tăng vào máu là được gần 1k máu luôn các bạn. Một lần cộng máu là 900 900 mấy ngàn ấy. À 900 mấy, gần 1000 máu các bạn. Thôi mình tăng tăng đam ha, gần 1k đam luôn. Khỏe các bạn. Con này nó có sừng mà tay nó hơi ngắn các bạn. Các bạn coi cái tay cái này. Ôi rồi tầm này mình
lên cái đảo này kiểu mà phá các bạn, gặp ai đánh đó luôn, T-Rex nó gặp mình nó chết hoài à. Ok la la la, họ đi vào các bạn, họ sa bê tút này, mà sa bê tút này nó cũng ngang ngang Raptor à, các bạn bắt Raptor cũng được, chả sao các bạn, sa bê tút với Raptor nó cũng ngang ngang nhau mà. Nhưng mà trong Raptor với Sabertooth thì như bên Sabertooth nó mạnh hơn tí ấy các bạn, không đáng cỡ ha. Nhưng mà Raptor với chiêu bồ các bạn cũng vui phết. Ok được rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi à. Bye bye.